Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn. Thì hôm nay Ngũ Hoàng đang có mặt tại trục đường Lê Thị Bạch Cát ha. Nhà mình hiện tại đang có số nhà là 168 của đường Lê Thị Bạch Cát thuộc phường 11, quận 11 nha cô chú anh chị. Thì đường trước nhà của mình đó là đường này rộng khoảng có chừng là 4m ha. Ở vị trí này của chú anh chị mình đi ra là mình sẽ ra cái hẻm chính là hẻm 168 ha. Rồi mình rẽ tay phải là mình đi về bên khu mặt tiền đường của đường Lê Thị Bạch Cát ha. Và mình hướng ra bên chợ, ngay chỗ chợ Đội Cung luôn. Ở đây thì ra ngoài đó rất là gần, và cũng ra ngay chỗ cái công viên Lãnh Bính Thăng nè, hoặc là Lê Đại Hành thì khá là gần nha cô chú anh chị. Thì nhà mình nó có kết cấu là một trệt, hai lầu sân thượng ở bên trên. Nhà có sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng ha. Mua bán thì ký công chứng sang tên lúc nào cũng được luôn cô chú anh chị nha. Ở nhà là hợp lệ luôn. Và đặc biệt á, ngôi nhà này á, hiện tại chủ chỉ gửi cho bên Nguyễn Hoàng là chỉ có nhỉnh hơn 2 tỷ một tí thôi. Nhỉnh hơn 2 tỷ một tí thôi. Giá chính xác của cái ngôi nhà này là 2 tỷ 600 triệu ha. 2 tỷ 600 triệu giá vẫn còn bớt cho cô chú anh chị mình nữa. Và nhà mình thì hiện tại là chủ sẽ tặng toàn bộ nội thất cho cô chú anh chị mình ở bên trong luôn. Nhà hiện tại đang có địa chỉ là 168/25/13F đường Lê Thị Bạch Cát thuộc phường 11, quận 11 nha cô chú anh chị. Đó thì hướng này cô chú anh chị mình đi ra một tí thôi là mình ra cái hẻm. Hẻm này hẻm lớn nha cô chú anh chị. Ra ngoài đó thì ra hẻm lớn ha. Mình rẽ tay phải nha. Còn rẽ tay trái thì mình đi về bên Đội Cung. Vị trí ngôi nhà của mình đây. Khu này thì xây dãy nhà cao tầng rất là nhiều. Nhà 38380 luôn cô chú anh chị ơi. Khu vực xung quanh nè. Khu vực xung quanh ha. Nhà cao tầng rất là nhiều. Nhà mình hiện tại bề ngang là 3m ha, và chiều dài vô trong á là 6m cô chú anh chị. Trước mặt tiền của ngôi nhà mình á, cô chú anh chị mình có thể đậu được vài chiếc xe ở đây ha. Rất là tiện luôn. Nhà thì chủ có làm là tổng cộng là một lớp cửa nè, đó là lớp cửa sắt. Lớp cửa sắt bằng kính nha cô chú anh chị. Thì chủ cũng đã trang bị rèm cửa cho cô chú anh chị mình ở xung quanh rồi. Nhà thì chủ để lại toàn bộ nội thất cho cô chú anh chị mình nha. Khu vực hệ thống tủ của bên tay trái nè. Rồi bên trong thì sẽ là khoảng không gian bếp và khu vực tủ lạnh nè. Rồi bồn rửa chén. Rồi bề mặt này là bằng đá hoa cương của chú anh chị ha. Bồn rửa chén inox 304. Hệ thống tủ này là tủ cam xe nè. Tủ gỗ nha của chú anh chị. Những cái nội thất này là chủ sẽ để lại cho cô chú anh chị mình sử dụng ha. Thì nhà mình đường cái là đúc bê tông cốt thép của chú anh chị ha. Nhà đúc bê tông cốt thép tay vịn thì chủ đang xài là inox 304. Bề mặt đi này bằng đá hoa cương. Và nhà mình á thì được cái là đúc bê tông cốt thép hết. Như bề mặt đi này cũng là bê tông cốt thép nè. Lên bên trên lầu 1 nè cô chú anh chị mình sẽ thấy là một khoảng không gian khu vực mình để ngủ nghỉ nè. Ở khu vực này hệ thống tủ đồ đầy đủ hết ha. Kệ tủ 2 tầng nè, giường tủ 2 tầng nè cô chú anh chị. Rồi khu vực toilet ở bên trong cũng có nè. Đây khu vực này là khu vực toilet của mình. Toilet thì hiện tại là chủ đang ốp gạch cao ráo lên. Và cũng có mấy cái nước, máy nước nóng luôn nè cô chú anh chị. Bồn cầu của mình đây ha. Rồi để Hoàng sẽ di chuyển lên khoảng không gian lầu 2 để review qua bên trên cho cô chú anh chị mình xem ha. Nhà được cái là đúc bê tông cốt thép, sàn của nhà mình là sàn đúc luôn nha cô chú anh chị. Lên bên trên này thì sẽ là cửa gỗ cô chú anh chị ha. Cửa gỗ, và bên trên này thì sẽ là một khoảng không gian phòng ngủ rất là lớn. Dạ, chủ sẽ tặng tivi cho cô chú anh chị mình luôn. Dạ, tặng máy lạnh cho cô chú anh chị mình luôn. Hiệu Daikin nè. Rồi phía trước này sẽ là khoảng không gian ô cửa sổ và ô cửa chính nè. Cửa ha, cửa sổ và có rèm cửa là trang bị luôn rồi. Bên trên hệ thống đèn nè, rồi giật cấp nè của chú anh chị. Đó, khu vực này là khu vực toilet của mình đây. Toilet thì bên trong này cũng có máy nước nóng nè, chủ để lại cho cô chú anh chị mình luôn, và máy lọc gió nè của chú anh chị. Để lại toàn bộ nội thất cho cô chú anh chị mình luôn ha. Nhà này thì có những gì là sẽ để lại cho cô chú anh chị mình hết. Và đặc biệt hơn là ngôi nhà mình có một cái khoảng không gian sân thượng ở bên trên nữa, để cô chú anh chị mình có thể mình làm cái xào phơi đồ, mình phơi đồ ở bên trên. Và mình có thể mình để khoảng không gian để máy giặt ha. Nhà mình là có sổ hồng riêng nha cô chú anh chị, pháp lý rõ ràng ha. Mức giá thì chỉ có nhỉnh hơn 2 tỷ một tí thôi, là cô chú anh chị mình sẽ sở hữu ngay một cái ngôi nhà một trệt 3 lầu sân thượng rồi. Quá tuyệt vời luôn. Khu vực này có hệ thống tủ nữa nè. Khu vực này tủ nè cô chú anh chị. Tủ nhôm kính nè, tủ nhôm kính khu vực xung quanh.
Ở đây thì cô chú anh chị mình có thể mình thiết kế cái đường ống để mình đi máy giặt ở đây cũng được nè. Đó, hồi nãy của Hoàng có thấy là cái đường ống này ha, cái đường ống bên này. Đó, để mình đi máy giặt ha. Dạ. Ở trên đây thì cô chú anh chị mình có thể làm được một phòng nữa, hoặc là mình có thể mình thiết kế phòng thờ ở trên đây cũng được nè. Còn khu vực ở dưới đây thì mình sẽ thiết kế khoảng không gian để mình làm cái sào phơi đồ ở dưới đây ha. Rồi mình để khoảng không gian máy giặt nha cô chú anh chị. Đây, máy giặt này chủ sẽ tặng lại cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, vẫn còn sử dụng tốt nha cô chú anh chị ha. Rồi chủ có trang bị mấy cái kệ nè, rồi cái kệ để mình để bồn nước mà. Bồn nước 700 lít nè. Đó, khu vực này là khu vực sân thượng. Ở lên bên trên thì sẽ có một khoảng không gian nữa. Đó, khu vực này bên trên nữa nè. Bên trên này mình làm được thêm một phòng ở bên trên này nữa. Với lại bên trên này chủ cũng có lót gạch luôn ha. Nói chung là sàn của mình là sàn đổ bê tông cốt thép hết nha cô chú anh chị ha. Ở khu vực ở trên nè. Ở bên trên thì có tôn nè ha. Cái này mình về mình thiết kế làm cái phòng kính mình ngăn ra. Ở mình ngăn ra vách nhôm ra là mình ở được rồi. Ở nhà có sổ hồng riêng nha cô chú anh chị, pháp lý rõ ràng ha. Đó, phía ở đó là cái đường. Cái đường đó thì mình sẽ đi thẳng ra là mình sẽ ra cái hẻm 168 là mình ra cái mặt tiền của bên Lê Thị Minh Cát ha. Còn nếu mình rẽ tay trái là mình đi về bên đội cung, hướng ra bên Bình Thới, ra Lê Đại Hành, vòng xoay Lê Đại Hành. Còn mình rẽ phải thì mình sẽ đi về bên Lâm Bính Thăng, hướng ra ngay chỗ cái công viên Lâm Bính Thăng ở Dương Đình Nghệ ha. Thì bên đó thì sẽ có trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 nha cô chú anh chị. Nhà mình thì có sổ hồng riêng ha, pháp lý thì rõ ràng, mua bán thì ký công chứng sang tên nha. Nhà có bề ngang là 3m và chiều dài là 6m, kết cấu một trệt, 3 lầu sân thượng nha cô chú anh chị. Và ở bên trên sân thượng có cái mái. Ở cô chú anh chị mình có thể làm được thêm một phòng ngủ nữa. Nhà thì có sổ hồng riêng ha. Và hiện tại ngôi nhà này chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng là 2.600.000.000, giá này vẫn còn bớt cho cô chú anh chị mình nữa. Ở nếu cô chú anh chị nào có quan tâm kết nối ngay với Nguyễn Hoàng để mình qua mình xem. Ở nghĩ mình gặp trực tiếp chính chủ để mình trao đổi về cái giá cả nha. Rồi và bây giờ thì Nguyễn Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo nha.